Cảnh báo mưa dông gây ngập nhiều nơi ở Thành phố Hồ Chí Minh dịp cuối tuần. Từ ngày 27 tới ngày 29 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông, gió giật mạnh, mưa to tập trung trong ngày 27 tháng 5. Từ khoảng 13 giờ hôm nay, 27 tháng 5, nhiều quận huyện của Thành phố Hồ Chí Minh đã có mưa rào và dông, có nơi có gió giật mạnh và sấm sét. Qua hình ảnh theo dõi mây vệ tinh, radar thời tiết, định vị sét của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho thấy mây dông phát triển gây mưa, mưa rào và dông tập trung ở các khu vực quận trung tâm, cùng với quận 7, quận 12, Gò Vấp, huyện Bình Chánh và có khả năng mở rộng lan sang các khu vực lân cận. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ 13 giờ ngày 27 tháng 5 tới 13 giờ ngày 29 tháng 5, khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông xảy ra trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to tới rất to, mưa to tập trung nhiều trong ngày 27 tháng 5. Lượng mưa ở Thành phố Hồ Chí Minh rơi vào khoảng 30-80 mm, có nơi trên 80 mm. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cảnh báo đề phòng ngập úng vùng trũng thấp, vùng kém khả năng tiêu thoát nước trên đường phố, khu vực ven sông, ven kênh rạch. Toàn bộ khu vực Nam Bộ cũng được dự báo mây dông đang phát triển gây mưa, mưa rào và có nơi có dông, kèm theo sét trên địa bàn các địa phương huyện Nhơn Trạch, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, huyện Châu Thành, thành phố Bến Tre, huyện Ba Chi, Bến Tre, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp, v.v.